Đúng rồi nha, thì bữa nay mình sẽ nói về mấy con chích, chim non mọi người, với lại sẵn quay cho mọi người xem mấy con hú hót, thì cũng nói sơ sơ cho anh em biết thôi, chứ chủ yếu là mình chia vui với anh em thôi, chứ còn con đó thật sự là bỏ tiền ra khá là lớn để mình mua, và giờ thì nó lỗi tùm lum hết, để mình cho mọi người xem. Hai chào mọi người, đó con chim 14 triệu mình mua, giờ mà không biết thanh lý gì luôn. Bữa anh kia vô trả 5 triệu, nghĩ sao con bạc má múa kiểu đó của người ta mua vậy trời. Đó, người giờ nó múa à. Nói chung hồi đó tại mình không có mấy con ôm cống á, mình thấy mình thích mình đi mua con này giờ mình chơi. Mà múa ác thiệt. Không chỉ múa mà còn kéo ghê nữa. Mọi người xem cái anh bọ ở trong này anh múa nè. Anh đang khai lông. Anh em nào thích con bọ ở trong này thì alo cho mình luôn. Có giá luôn. Muốn có máy luôn. Máy nói chung là máy chích trống siêu vip luôn. Còn không mà máy muốn ôm cống là đây luôn, có luôn. Anh em nào muốn biết cái gốc của con bạc má này mình mua của ai á, nhắn tin rồi mình chia sẻ cho. Muốn 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 mua mà những con bạc ôm cống như thế này mình chỉ chỗ cho mua luôn. Nói chung là do mình không có duyên mấy con này mọi người, nuôi giờ cái nó tụt lửa, cái nó không lên lại, mà lên lại lên từ từ chơi chơi ba hồi được, chơi cho ba hồi ông mà tại bỏ tiền ra trải nghiệm chơi cũng được. Rồi xem mấy khú hót rồi ok ha. Giờ tới mấy lửa con này của mình. Thì hôm qua có hai anh hỏi mình, ủa tại sao thấy mấy anh khác á, anh bắt chim non có khoảng 3 4 ngày là anh bán cho người ta rồi. Và nói chung á là tùy thôi anh em ơi. Mình đã nói với anh em rồi, mỗi người sẽ một cái chơi và một cái sở thích. Cái chuyện bắt ra thì em bắt ra lúc nào cũng được. Mình đã nói rồi, anh em không thích thì em có thể là bắt ra lúc mà nở 2 ngày, nhưng mà vấn đề là mình chăm nó như thế nào thôi. Còn tại người ta bắt ra cái ngày thứ ba người ta bắt ra rồi người ta bán á, thì là cái đó là do sở thích mọi người. Chứ còn tại sao hỏi mình tại sao của mình đợi tới 6 đến 7 ngày, thì của mình đợi 6 đến 7 ngày á, là mình muốn là cho những con chim non nó đã hiện những lông báo như thế này. Còn riêng chồng mèo á, thì lúc còn nhỏ nó há miệng ra anh em biết nó trống máy rồi. Còn đối với những con lửa con non hay là chạy hen gì đó, anh em phải nhìn nó phải lớn xíu anh em nhìn mới ra. Cho nên đó là rồi anh em nói là có người thì họ bán lửa cũng vậy, mới có 5 ngày họ bắt ra. Thì mình đã nói anh em rồi, trong khoảng thời gian đó anh em bắt lúc nào cũng được. Nhưng mà cái vấn đề là anh em mua nguyên tổ giống như mình á, thì mình báo với anh em là anh em mua nguyên một tổ mà không biết trống máy á, thì cái lúc đó bắt ra giao cho anh em thì nó sẽ rẻ hơn. Như lúc này bắt ra nó sẽ khác rồi nè. Tại vì mình đã biết được bao nhiêu trống, bao nhiêu máy trong này rồi. Và đặc biệt cái ổ này nó tới 3 con trống là. Cho nên là anh em đừng có thắc mắc cái gì. Giờ chim non bắt ra bao nhiêu ngày bắt ra thì ok, thì anh em bắt ra khoảng thời gian nào cũng được, đừng có quá 8 ngày được. Thường thì những con chim quá 8 ngày anh em sẽ biết được nó như thế nào, nó không chịu há miệng, dù đói hay gì đó, đói dữ lắm nó cũng không há, mà anh em phải cạy họng ra. Cạy họng ra thì đối với anh em là mạnh tay quá cạy thì sẽ méo mỏ.
méo mỏ thì dẫn đến là con chim mình nó bị lỗi, bị tật. Còn không thì nặng quá thì sẽ dẫn ảnh hưởng đến con chim mình, là mình sẽ tước đi mạng sống của nó. Cho nên là rất là khó ở chỗ đó, cho nên mình nói anh em còn không á thì anh em nuôi lớn luôn, nuôi đến chiền nó biết mổ rồi bắt ra, thì lúc đó thì anh em chịu cực nuôi lại như một con bổi. Cho nên đó là những cái mình chia sẻ thì là những cái mình làm, còn của anh em khác á là cái sở thích của anh em khác. Cho nên là mỗi người sẽ không ai giống ai hết, cho nên là mỗi người sẽ có một cách chăm, một cái quan niệm riêng, một cách nói chung một cái sở trường riêng của mỗi người khác nhau, mình không ai giống ai hết đó. Giống như mình, tại sao mình lại làm có những cái mình làm không giống ai, mà những cái mà người ta nói lại không hề đúng đó. Mình nói với anh em rồi, người ta chửi mình khùng khi mà mình cho con thú ăn con cuốn chiếu, nhưng mà anh em thấy cái chim nó ăn cuốn chiếu có chết không? Đâu có chết đâu đúng không? Và thậm chí cái màu của con chim nó lên nào, anh em cho ăn thử đi anh em sẽ biết. Cái này là mình không phải là tự mình bị đặt ra, cái này là người ta đã dùng rồi, và những người đi trước họ chỉ mình chia lại với em, mình chỉ lại anh em. Còn cái việc mà anh em tin hay không thì là tùy của anh em thôi, còn mình thì mình làm như thế, mình chia sẻ như thế, anh em thấy ưng mắt thì mình làm theo thôi, còn không ưng thì thôi chứ có gì đâu. Còn chửi thì quyền của anh em mà, tự do ngôn luận mà, mình muốn chửi như thế nào chửi. Còn mình thì mình chia sẻ bằng cái tâm của mình thôi, làm sao cho đúng. Nói chung là mình đã nói anh em rồi, mình thì cái nào có mình làm, còn cái nào không có mình sẽ không làm ha. Và có những cái thì nói chung là mình không muốn làm trái quy tắc. Thì có rất là nhiều anh em nói những con chim bán cho anh em rồi vậy, thì kêu mình đổ lỗi cho nó xảy như này kia rồi để chia lại với anh em khác giá cao. Không, một khi mà mình đã chia anh em giá ok vậy rồi thì người khác có trả thì mình sẽ báo lại anh em, để nếu mà anh em muốn trả đi bán đi giá cao hơn á thì anh em bán, còn không thì thôi. Giống như hôm bữa mình có một con khú cho bò mình bắt cho anh Sang á, anh Long anh trả lại 1.000 đô á. Mình cũng hỏi là ảnh thì không bán thì mình sẽ báo lại với anh Long, anh không bán thì anh không bắt thôi, chứ còn nếu mà bán thì bắt đầu mình sang tay qua. Thì sang tay qua thì cái tiền lời tiền dư đó thì anh người ta hưởng chứ không phải là của mình đâu. Mình đã bán ngay từ đầu là cái chim đó của người ta, tiền thì dù ví dụ mà tiền mà nhận đủ hay là nhận cọc gì đó thì cũng là, một khi đã nhận cọc là tiền đó là chim của người khác rồi mọi người, chứ không phải là nói nhận cọc rồi cái mình bàn trớt ra rồi mình không làm gì hết. Còn phân biệt trống máy gì sao thì mình nói chung là mình có chia sẻ video trước rồi, chắc còn không thì mình sẽ làm cái video riêng. Còn này là ba con trống rồi, mình bó tay rồi, mình không có con máy nữa, mình không thể nào mình chỉ anh em được là phân biệt như thế nào. Nhưng mà những cái video cũ của mình vẫn còn, anh em cứ lên YouTube anh em gõ là cách phân biệt chè lửa non trống máy, mà không phải chỉ riêng mình đâu, có rất là nhiều anh em chỉ hướng dẫn, nên là anh em cứ lên coi là thỏa thích luôn, rất là nhiều. À sẵn đây thì mình quay lại mấy con chim hành lý của mình cho anh em xem. Cái con này hôm bữa cái anh kia ảnh nói ảnh chốt, nhưng mà nói anh hứa cuối tuần bắt mà tới bây giờ mình vẫn chưa thấy liên lạc với mình. Cái con này là cái con bữa mắt xéo mà mình giao cho ông chú ở Đắk Lắk mà nó bị tuột lông á. Thì anh em nào thích thì alo lại cho mình, thì bữa mình nó nói con này là 600. Thì anh em ân thì bắt ha. Đây nó đây nè. Mình bắt tay thì nói chung là nó giờ nó thấy mặt mình sẽ hoảng, nhưng mà giờ anh em nuôi vài bữa sẽ dạng là với lại còn đây một con đuôi trên 20 phải. Đây anh em ơn thì alo cho mình, số điện thoại của mình là 0929887346. Nó đây giờ nói chung là mình hành lý luôn, tiếp tục rẻ hơn hôm bữa nữa. Anh em ơn thì cứ alo cho mình ha. Còn vào đây con này con tôm nó bị rụng hết một đuôi, đuôi 20. Nói chung mà
nết đầu ấy thì ok. Nói chung giờ anh em về có máy anh em ghép có thể là có chim con chơi, thì bắt thì ghép chừng dài để chừng dài lứa là anh em lấy lại vốn mà lo gì. Không, cái này là mình nói thiệt. Còn đây một con nữa nè, mấy con này đua cũng trên 20, 20 hơn xíu không, 20 lẻ 20 cộng á đó. Đó anh em ưng thì alo cho mình ha, số hộ mình là 0929887346. Con này hiện đầm nết hơn xíu và con này họ cũng đánh dấu nha. Thôi mình cũng xin kết thúc bây giờ, anh em nào khách con nào thì alo cho mình con đó ha.